nếu mà có thấy con này lớn cũng kinh để chào đón cám tớ con này lớn thì ban đầu Covid thì khó lắm nhỉ, không có người đấy chưa vô công phả nữa mà đi chậm rồi dạ em Cam Thơ xin kính chào các anh chị. Dạ anh Khánh đâu mất tiêu rồi, anh Khánh đâu được ta. Trời ơi, lâu 2 năm rồi thấy anh Khánh vẫn đẹp trai hồng hào, có đeo bông tai được kia nữa, trời ơi trẻ dễ sợ, trẻ mà đẹp trai sợ luôn à. Một sao thiệt đó hả? Dạ hôm nay em rất là vui khi mà đến đây để chơi với lại anh Khánh với các anh chị ở đây. Thì em cũng không biết làm gì ngoài em lên em hát thôi à. Đồ ăn thì rất là ngon, em ăn luôn một tô phở luôn. Cái gì anh Khánh? Anh không chụp mặt em mà anh chụp cái lưng em nhìn anh. Cảm ơn anh đã chụp hình em. Anh Trung Nghĩa nữa nè, lâu quá rồi em không có gặp anh Trung Nghĩa. Anh Trung Nghĩa khỏe mười ngón tay vàng. Hôm nay rất là hân hạnh được hai anh, một anh 10 ngón tay vàng, một anh 15 ngón tay vàng đường cho em hát. Dạ hồi nãy em đứng em múc phở em tưởng là không có ai biết em á, tại vì em thấy mấy anh chị cũng lạ lạ không, nhưng mà tự nhiên em đang múc phở cái em thấy có 2-3 người đến nói là phải em là Cam Thơ không, cái tự nhiên cái em phái liền, cái em tự tin liền, tại vì ở đây có người biết em đó. Bà Tám đúng rồi, dạ em là bà Tám. Thì thôi hôm nay em cũng muốn hát một vài bài giúp vui cho chương trình cho các anh chị mà nghe thử giọng hát của em coi nó làm sao. Thường thường em là tám không à, em ít khi nào em hát mà cái giọng nói của em á, không có ai nghĩ em hát là không phải lộn lộn, cái giọng nói của em ai cũng nghĩ em hát dở ẹt à. Nhưng mà thực ra thì em cũng hát dở thiệt. Đúng không anh Khánh? Em đang cầm ứng giỡn rồi, để cho anh nói chút xíu. Hôm nay em tới là anh rất là vui. Tại mỗi lần anh đi về Việt Nam là lúc nào anh với tụi em cũng rất là phấn khích. Bây giờ xuất sang thì em với Lê Quang qua bên này Vĩnh Lưu rồi. Thì hiếm như là gặp được em lắm. Thưa anh em mình lại gặp rất là thường. Nhà cưng bữa nay anh tới là anh thấy rất là mừng. Tại biết cả mùa này nguy hiểm lắm bà con, đúng không? Lúc nào là Tết mà ai cũng bận rộn hết. Em tới mà cảm ơn bà Tám, Cam Thơ. Khánh làm em cảm động quá. Thì thật ra thì đáng lẽ là em cũng không tới được, mà tại vì có một cái buổi tiệc rất là quan trọng với lại em hứa cũng lâu rồi. Nhưng mà tự nhiên cái tiệc đó nó tự nhiên nó là 4 giờ chiều. Cho nên là em mới tới đây được. Chứ không thôi là em lại thất cưới anh Khánh nữa rồi. Mà thôi em cũng đã tới đây rồi thì em xin hát để coi em hát dở như thế nào. Để cho nói chút xíu. Dạ. Em hát thì anh nhạc rất là quan trọng đối với em. Em hồi trước em anh còn nhớ em lo cái phùng trà không tên Việt Nam mình đường hai bên đường rất là quan trọng em lo hết. Và bữa nay thấy có Trung Nghĩa là không cần giới thiệu nữa. Anh lại quên đi. Nhưng mà em thấy có một người lên để phụ em. Đó là nhạc sĩ Trung Hoài. Đây. Đây. Anh em quá thân à. Dạ. Chắc em xin hát nhạc Pháp nha, múa rìu qua mất thợ nha. Bài Liên Quan hả? Em nhớ từ trước em tới đây em hát bài Khi rồi. Em hát bài giờ hát nữa hả? Bây giờ em hát bài Pháp gì của em hát đi rồi sau đó em bài Khi. Dạ. Rồi bây giờ em hát bài Pháp đi ha. Bài nào dễ dễ hả? Bài nào dễ anh nghe? Alin là dễ nhất hả? Rồi dễ mát Alin nha. Dạ em xin hát bài hát nhạc Pháp rất quen thuộc được mang tên Alin.
hiểu lực cầu của anh ấy. Anh MC. Hồi năm 2 năm trước em cũng có tới em hát bài thi rồi. Nhưng mà hôm nay không biết các anh chị 2 năm trước có nghe chưa? Chưa hả? Dạ chưa thì em hát. Còn nếu mà nghe rồi thì em cũng hát luôn à. Tại em Khánh yêu cầu em mới hát. Lời xin phép mọi người giống mặt. Quen vợ chồng có Cam Thơ với Lê Quang là lâu rồi. Nhưng mà khúc sau này không ngờ là Lê Quang sáng tác như bài hay quá. Không quen hồi xưa là với đàn gia vàng, bài nhạc nhờ gia vàng. Không ngờ sau này Lê Quang đặt nhiều bài hay quá lắm đấy. Không ngờ là Lê Quang. Thôi cho chàng bó tay cho Lê Quang. Rồi. Mỗi lần thắp hương về Việt Nam này đi chơi này kia đó, vợ chồng Lê Quang với Cam Thơ là lâu tụi này hết mình. Cảm ơn Lê Quang nhiều. Dạ. Hồi đó Khánh về Việt Nam thì hay đến nhà của em với anh Quang chơi, ăn tùm lum tùm la hết. Giờ hết là tại vì em ở bên Mỹ, Khánh về đây qua Mỹ chơi thì cũng không tới nhà em ăn luôn. Tới ở đây ăn đồ ăn thấy nhiều quá. Em không đâu có đi. Sao anh không mời Khánh ở nhà em nấu đồ ăn cho anh Khánh ăn? Tại vì anh không có mời đâu, phải tại em đâu. Chứ lên Khánh ở nhà là em phải nấu đồ ăn cho anh Khánh ăn. Dạ thôi giờ em hát bài Khi của anh Lê Quang. Lời em anh như
hết tô phở rồi. Chưa hả? Hình như còn, còn mà. À, nữa không các chị? À, các chị muốn ăn hát nhạc gì? Nữa hả? Thôi đưa Lê Quang quầy vậy. Dạ? Hát nhạc khác đi ha. Thôi mà, bây giờ em hát bài Bà Hôn đi. Bà Hôn cũng hơi giật giật. Hơi giật giật lắm. Lê Quang thì đã đành rồi, cho anh em tụi này thân biết bao nhiêu năm nay rồi, không ngờ bữa nay bà Tám Cam Thơ lại tới, đúng không? Hồi đầu bà Tám Cam Thơ đâu đó, và anh có thể em á, anh không ngờ lúc này em sao lại anh thành bà Tám Cam Thơ, em quá nổi tiếng, nổi em về Việt Nam không anh ngồi mỗi mắt luôn, chắc luôn. Quá dễ thương. Cánh nói em ra còn kịp. Con kịp. Con kịp. Mấy cái con kịp. Con kịp. Hay rồi. Nhưng mà em này, nó khá là anh làm cái chương trình rất là hay. Rồi nghe giúp rồi kìa, quá tuyệt vời. Hồi xưa thì bên theo anh Khánh chỉ biết là hồi bên Việt Nam em chỉ lo em lo này kia, nhưng mà bây giờ em lại lo giúp người này giúp người kia. Dạ quá tuyệt vời. Cảm ơn anh Khánh. Anh Khánh hay coi YouTube của bà Tám lắm nè. Đúng rồi, quá coi mà cái hân hạnh như gia đình của anh là hôm nay là không ngờ em tới đâu. Lê Quang với túi anh là thì ok, nhưng mà em
Kỳ trước em cũng bận. Hôm nay em rảnh em tranh thủ em chạy tới chứ. Khánh Huy về Việt Nam giờ đi qua nhiều nhất. Biết những cái gì mà ngon, những cái của ngon vật lạ Việt Nam giờ Lê Quang giúp. Tôi này coi như là anh em ruột với nhau. Dạ. Và kỷ niệm anh em mình có bánh nhạc sĩ dạ. Có những kỷ niệm với đạt da vàng và bánh nhạc da vàng. Dạ vàng Tuấn Tuấn Sa giả thì qua là mình đánh vơi sẽ bằng bao năm đi về nơi xa. Trời đang mưa các bạn ơi, ở đây, ở ngoài đây có một cái biển. Mưa lớn không? Thử la coi. Ôi, ướt thử la coi lớn không? Mưa ướt á. Ướt hả? Đâu? Ra là ướt á. Mà ra đi. Không sao đâu. Ôi. Trời ơi. Thuyền này của bà hả? Mấy cái tàu này nè. Tôi mới mua á. Trời ơi, có đi ra cái cầu đi ra nữa nè. Mới mua đó. Trời ơi. Không, bà chủ. Bà chủ cho em ngồi cái á nha bà chủ.
sao? Chứ bà mua nào bà không thông báo cho mọi người biết vậy? Từ từ báo. Mỗi nhà có một cái cầu đi ra biển luôn hả? Ghê. Bán USB mà mà được mua cái tàu. Biết mua được cái cổng không nữa. Bà làm bể quá bà Linh. Mua trong giấc mơ phải không? Bà làm bể quá. Tôi giờ phải nói thiệt, mua trong giấc mơ. Nãy hát xong á, cái chị nói là em nói tiếng Pháp giỏi lắm. Xong dạ không, em không biết tiếng Pháp. Ủa sao em hát hay đúng chuẩn cái gì? Dạ em có học hồi nhỏ. Nó cho em, chị tưởng em nói tiếng Pháp. Nhưng mà hát gì em nói được chứ. Xong có cái anh kia, anh tới, anh ấy em tên gì? Nói dạ em tên Cam Thơ. Cái xong ảnh ấy, em hát giống như là em hát có cái gì đó mà nói bằng tiếng Anh. Xong trời, nếu mà anh nói tiếng Pháp là được rồi, là bà hiểu. Nói bằng tiếng Anh thì ảnh nghi là tôi không hiểu. Anh nói giống như có hồn á. Anh nói là tôi hát giống như anh nói là hát thì hát cho vui thì ai hát cũng được, nhưng mà em hát nó có một cái hồn ở trong cái bài hát. Con ma. Hồn ma. Anh nói vậy á. Có một anh kia nữa. Anh nào? Cái anh khác nữa, anh cũng tới anh hỏi tôi tên gì. Tôi nói là tại vì bà biết không, ở đây toàn là bác sĩ, luật sư với lại bác sĩ nhiều hơn. Bác sĩ nhiều, người ta không có biết bà Tám Cầm Thơ. Có một ít mấy chị biết thôi. Cái mấy ảnh tới hỏi tên tôi, xong anh đó anh nói là lúc mà ảnh nghe tôi hát bài Parole á, ảnh rất là nhớ lại kỷ niệm xưa, ảnh ở bên Pháp 40 năm rồi. Ảnh mới qua đây ảnh ở, thì ảnh nghe cái bài đó ảnh nhớ kỷ niệm hồi xưa ảnh ở bên Pháp á, người ta hay hát bài này lắm. Cho nên là ảnh nói là tôi làm ảnh nhớ lại kỷ niệm xưa qua ảnh á. Tôi là thích ảnh, bài này nhất á mà. Ảnh nói là ảnh rất là thích cái bài hát Parole mà lâu mới nghe lại. Xong cái nó dạ cảm ơn anh. Xong rồi bây giờ có con chó kìa. Con chó nó mấy tuổi rồi anh? Nó con tuổi 2 tháng. Ủa nó mới con tuổi mấy hả? À, nó mới đi. Dễ thương quá. Két quay con chó vô con két nó coi. Con của em nó khoái. À vậy hả? Bà nói em két chó, ảnh tưởng con mèo luôn. Quay con chó cho con mèo nó coi. Con của em nó mê chó lắm. Ờ vậy hả? Chừng nào có thấy chó quay cho nó coi. Cho nên mỗi lần thấy chó là em quay cho nó coi. Dễ thương quá, như con gấu bông gì đó ha. Nó như gấu bông. Nhìn nó như con chó giả vậy. Nó biết nghe nhạc hay sao mà cũng hát thôi chứ nghe gì. Âm thanh hú thì nó chạy đi. Nó sợ quá. À, hú nó chạy đi. Tại cái này cái noi nó đối với nó là cái frequency nó cao quá. Đúng rồi. Mình nói vậy là đang nghe lớn nên là cái đó là nghe ồn, nó sợ. Nó bị go crazy gì nó lắc đầu vậy. Giống như nãy tiếng hú nó sợ. Đúng rồi, cái tại nó thính, nó chó cái nó thính lắm. Ừ. Nó nghiệp quá. Vậy là con chó này nó không có biết nghe nhạc. Gặp mà nó ở nhà của Lê Quang chắc nó cũng quen Lê nhà qua nhạc mở nhạc lớn. Thôi chắc mình chuẩn bị mình đi về đi ha. Ở đây mấy anh chị đây cũng nói chung là cũng rất là dễ thương, nhiệt tình. 2 năm trước thì có ghé hay. Có lúc đó có chị Diệu Hương nữa. Cái anh nãy hát nhạc Pháp hay quá ha. Đó, anh đánh đàn kìa. Anh hát hay quá. Giờ này chắc mình phải đi về rồi. Ừ, để quay cái tàu của bà coi. quay sao té kìa. Đó. Sao bà mua tàu mà bà không chạy? Biết sao không? Sao? Không có tiền mua xăng. Kỳ vậy? Xăng, dầu á. Vậy tôi cho bà tiền mua xăng. Chạy làm chi? À, chạy tàu tốn xăng phải không? Thôi đi, tàu lao quá Hồ Linh. Ngày xưa
Nó thơm quá trời ơi. Nó thơm quá trời ơi. Chó này chó nhà giàu nè, chó đại gia đó. Có săn chẳng đó. Đúng rồi. Nó thơm. Này là tiểu thơ quá hả? Thơm lắm mà. Cái mặt nó dễ thương không? Trời ơi, bà Tám bị phá chinh đôi môi bởi một con chó. Hôn mà hôn môi cơ. Này gái đẹp mà. Gái đẹp mà. Mấy tuổi à? Ba tuổi. Ba tuổi. Lớn ha. Ly Chi. Nó tên là Ly Chi. Ôi chú chú chú. Trời ơi gì vậy? Bà ôm chặt à. Kìa ảnh xuống kìa. Có cái điện thoại của ai đó đang sạc đó. Và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căng Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căng Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.